bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Happy Car sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Happy Car, chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhé. Minh Huấn xin chào tất cả anh chị đến với kênh YouTube của Happy Car. Trong video ngày hôm nay, những ngày của đầu tháng 8 năm 2023, Huấn xin chia sẻ tới anh chị chương trình bán hàng, chương trình giảm giá, tặng tiền mặt phụ kiện và những chương trình chính sách ưu đãi nhất của Toyota Thanh Xuân và Toyota Việt Nam đối với cái mẫu xe Toyota Camry thế hệ 2023 này. Và trước màn hình của anh chị là chiếc xe Toyota Camry phiên bản cao nhất của model Camry đang có mặt tại Việt Nam. Anh chị có thể biết là đây là cái phiên bản nào không? Vâng, nhìn vào cái logo là biết ngay được đúng không ạ? Đây là cái phiên bản cao nhất 2.5 Hybrid sử dụng động cơ xăng và điện và cho chúng ta cái mức tiêu hao nhiên liệu chỉ loanh quanh là 4 lít trên 100 km mà thôi. Chiếc xe này hiện tại thì chúng ta đang có 4 cái phiên bản tại thị trường Việt Nam mà Toyota Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đầu tiên là chúng ta sẽ có là Toyota Camry 2.0G, giá bán niêm yết là 1 tỷ 105 triệu. Camry 2.0Q phiên bản bán chạy nhất, giá bán là 1 tỷ 220 triệu. Và cái phiên bản 2.5Q cực kỳ tinh tế, động cơ mạnh mẽ, nhiều option, giá bán niêm yết là 1 tỷ 405 triệu. Và phiên bản cao nhất là bản Hybrid đang có trước màn hình anh chị đây. Phiên bản này cũng là cái phiên bản rất là ít xe nhưng mà cũng rất nhiều khách hàng yêu thích vì cái sự thân thiện môi trường cũng như là cái sự khỏe khoắn này, tiết kiệm của nó. Giá bán niêm yết là 1 tỷ 495 triệu là giá bán cao nhất trong các cái model. Và hôm nay thì Huấn sẽ chia sẻ với anh chị đầu tiên là chương trình giá bán của 4 cái phiên bản này. Cái thông tin mà anh chị quan tâm nhiều nhất đúng không ạ? Vâng, Huấn sẽ chia sẻ từ trên xuống dưới nhé, tức là cái phiên bản cao nhất đến phiên bản thấp nhất. Với cái phiên bản 2.5 Hybrid này thì chúng ta đang coi giá bán là 1 tỷ 495 triệu, được giảm lên tới là 55 triệu tiền mặt trừ thẳng vào giá xe và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá khoảng 15 triệu đồng nữa, bao gồm có dán kính solar của Mỹ, bảo hành 10 năm, trại sàn da cao cấp hay là camera hành trình cao cấp. Tất nhiên là cái chương trình sẽ tùy vào từng thời điểm khác nhau, cho nên anh chị đến với Minh Huấn lúc nào thì Huấn sẽ báo giá tốt nhất cho anh chị thời điểm đó nha. Và tất nhiên rồi là cái phiên bản 2.5 Hybrid này thì Huấn cũng đang có VIN 2022 nha anh chị. Và VIN 2022 thì giảm giá nó loanh quanh khoảng 100 triệu đồng. Tiếp theo, dưới cái phiên bản 2.5 Hybrid này thì chúng ta bỏ cái logo này đi. Đó, chúng ta sẽ có là 2.5Q. 2.5Q thì có gì khác biệt so với bản 2.5 Hybrid ạ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ không có cái động cơ điện, đúng không ạ? Thì cái tiêu hao nhiên liệu đồng thời nó sẽ không được tiết kiệm như là bản Hybrid này. Ví dụ như Hybrid là 4 lít thì bản 2.5Q nó sẽ tiêu hao khi đi kết hợp loanh quanh khoảng 9 lít, 8 đến 9 lít. Còn đi trong đô thị thì khoảng 10, 11 lít. Và đi cao tốc thì cũng loanh quanh khoảng hơn 6 lít đến 7 lít. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tới giá bán á. 1 tỷ 405 triệu được giảm cũng loanh quanh khoảng 50 đến 55 triệu đồng tiền mặt và tặng gói phụ kiện khoảng 15 triệu đồng dán kính, trại sàn và cam hành trình. Còn nếu anh chị muốn mua một cái phiên bản mà vừa nhiều option này, vừa tiết kiệm cái số tiền chúng ta bỏ ra và đặc biệt là nó vẫn đáp ứng cho chúng ta được rất nhiều option khỏe khoắn 2.0Q thì đây là cái phiên bản best seller đối với dòng xe Camry. Với bản 2.0 thì giá bán niêm yết là 1 tỷ 220 triệu và được giảm cũng 55 triệu đồng và tặng phụ kiện kèm theo. Và Huấn đánh giá cái bản 2.0Q là bản nhiều khách hàng yêu thích nhất ạ. Tại vì nó cũng option cũng giống như 2.5 và 2.5 Hybrid nhưng động cơ thay vì 2.5 nó quá dư thừa đi thì chúng ta còn động cơ là 2.0. Với 2.0 thì chúng ta cũng có một cái công suất cũng cực kỳ nhiều nha anh chị. Công suất của cái bản 2.0 á, thì nó cũng loanh quanh cho chúng ta khoảng 170-180 mã rồi. Nói chung là nó cũng rất là khỏe nhá. Hộp số thì sử dụng là hộp số vô cấp CVT. Đấy. Với 2.0Q thì giá bán là 1 tỷ 220 triệu và được giảm 55 triệu đồng. Và tất nhiên rồi với bản 2.0Q thì Huấn cũng chia sẻ cho anh chị luôn là nó cũng trang bị full option. Full option ở đây là gì ạ? Full option ở đây là an toàn safety sense này, được trang bị này, có loa JBL màn hình to bản này, điều hòa 3 vùng độc lập này, cửa sổ trời này. Đó. Phanh điện tử auto hold. 7 túi khí xung quanh xe hay là cảm biến xung quanh xe. Đấy là những cái full option mà mình muốn chia sẻ với anh chị. Nó giống như trên những cái phiên bản còn lại.
Còn nếu anh chị muốn chọn cái phiên bản thấp nhất, tức là cái phiên bản tiết kiệm nhất đấy, chúng ta không cần quá nhiều option như là safety sense, như là loa JBL hay là màn hình các thứ, không có cửa sổ trời, thì giá bán niêm yết của bạn thấp nhất là bản 2.0G, giá bán niêm yết là 1.105.000.000, vẫn được giảm khoảng 55.000.000 và tặng rất nhiều gói phụ kiện kèm theo. Vâng, đấy là cái chương trình bán hàng của mẫu xe Camry cả 4 cái model tại thị trường Việt Nam mà Huấn vừa mới chia sẻ với anh chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem là những cái phiên bản của Camry thì nó sẽ có khác biệt gì giữa cái option đối với mỗi phiên bản khác nhau. Thì ví dụ đây Huấn đang ngồi trên cái phiên bản cao cấp nhất là bản 2.5 Hybrid. Đó, thì chúng ta sẽ có cùng những cái option như là bản 2.0Q và 2.5Q. Đó, chúng ta sẽ có một cái giao diện rất là tuyệt vời đúng không ạ? Màn hình dựng đứng rất đẹp này, to bản này, có tích hợp GPS, loa JBL, điều hòa 3 vùng độc lập, có cửa sổ trời. Và chúng ta cũng có là safety sense bao gồm cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, adaptive cruise control, đèn tự động, gạt mưa tự động và có cả đèn thích ứng nữa, tức là pha cốt tự động hoàn toàn anh chị nhé. Có 3 chế độ lái trên bản 2.5 và 2.5 Sport, đó chính là Eco, Normal và Sport. Đặc biệt là trên phiên bản điện có cả EV Mode nữa, chế độ điện đúng không ạ? Tất nhiên rồi, trên cả 4 phiên bản đều có fender điện tử và auto hold. Một cái điều đặc biệt khác nhau giữa cái phiên bản 2.5Q, 2.5 Hybrid và bản 2.0 còn lại, đó chính là trên cái phiên bản 2.5 ấy thì sẽ sử dụng là hộp số 8 cấp nha anh chị, 8 cấp. Tất nhiên rồi, hộp số 8 cấp thì cái ưu điểm là nó mạnh mẽ. Đó, hộp số có cấp là nó mạnh mẽ. Và bản 2.0Q và 2.0G thì sử dụng hộp số vô cấp CVT. Nhưng mà hộp số vô cấp CVT thì vẫn cho chúng ta được cái cảm giác là lái cực kỳ là mượt mà, và đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu hơn so với những cái phiên bản còn lại. Và đấy là Huấn đánh giá nhanh cho anh chị về cái option phía bên trước này. Và bây giờ Huấn sẽ ra phía sau xe để xem là sự khác biệt giữa các phiên bản đó là gì nha. Vâng, cái trên Camry thì người ta thường đùa là vị trí đằng sau là dành cho chủ tịch, boss đúng không ạ? Thì ở đây là phía sau xe thì Huấn sẽ cho anh chị xem là trên phiên bản 2.0Q này, 2.5 Hybrid, 2.5 thì sẽ có thêm một cái nữa, có bệ tì tay, và trên bệ tì tay này nó sẽ có những cái phím điều chỉnh độc lập. Ví dụ như là độ ngả của ghế này cũng được điều chỉnh ở đây. Hay là có cả một số cái chế độ như là điều chỉnh âm thanh nhạc rồi điều hòa ở đây hết, nhưng mà nổ máy thì mới hiển thị ở đây anh chị nhé. Trên cả 4 phiên bản đều có cả cái cửa gió điều hòa phía sau và có cả hai chỗ để cho chúng ta cắm sạc, cộng sạc USB đây. Đấy. Và đấy là Huấn sẽ đánh giá nhanh cho anh chị đối với trên cái phần nội thất của xe. Còn phần ngoại thất thì quá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Phần ngoại thất thì trên cái phiên bản 2.5 và 2.5 Hybrid thì có thêm cả cam 360 nữa. Còn 2.0G và 2.0Q thì không có cái đấy. Vâng ạ, và vừa rồi thì Huấn đã chia sẻ nhanh cho anh chị chương trình tổng thể của dòng xe Toyota Camry tại thị trường Việt Nam, cả 4 cái phiên bản đó. Và nếu anh chị đang yêu thích cái phiên bản nào và đang quan tâm tới cái phiên bản nào thì đừng ngại gọi điện hotline 0848 365 777 hoặc là 0394 046 64 để Huấn được tư vấn chi tiết cho anh chị. Và tất nhiên rồi, HPK luôn luôn lắng nghe anh chị để phục vụ anh chị một cách tốt nhất. Ngoài cái việc là trả thẳng thì chúng ta cũng có thể là hỗ trợ trả góp cho doanh nghiệp hay là cá nhân lên tới là 80%. Đó, thì Huấn cũng sẽ hỗ trợ anh chị làm cái phần trả góp đấy nhé. Ngoài ra thì HPK vẫn đang có chương trình là đổi xe cũ lấy xe mới hay là định giá xe cũ miễn phí cho anh chị. Nếu anh chị đang đi xe mà có nhu cầu đổi lên hoặc là muốn hỗ trợ định giá miễn phí thì HPK sẽ hỗ trợ anh chị nha. Tất nhiên, gọi điện hotline cho Huấn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video sau ạ.